Chào mừng quý vị và các bạn đến với TVBlog.com. Điểm báo đặc biệt khi ngủ mơ thấy mèo. Cùng với chó, mèo là loài thú cưng khá hiền lành, đáng yêu và là người bạn thân thiết với con người. Loài vật này cũng là khắc tinh của chuột, là loài động vật gặm nhấm hay phá hoại và là trung gian gây nhiều căn bệnh nguy hiểm. Việc một chú mèo xuất hiện trong giấc mơ của bạn là điều vô cùng dễ hiểu, bởi hầu như mỗi ngày bạn đều gặp gỡ và vui chơi với chúng. Với mỗi tình huống khác nhau, giấc mơ thấy mèo sẽ mang lại cho bạn một điểm báo đặc biệt khác nhau. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của chúng tôi để tìm hiểu. Trường hợp các bạn nằm mơ thấy mèo con. Những chú mèo con thường là những con vật khá lém lỉnh và không ngừng quan sát, tìm hiểu những sự vật xung quanh. Do đó, thấy một chú mèo con xuất hiện trong mơ cho thấy bạn là người khá trong sáng, ngây thơ với tâm hồn thuần khiết. Bạn không bao giờ toan tính hay nghi kỵ người khác. Giấc mơ này cũng cho thấy bạn đã sẵn sàng để tiến sang một giai đoạn mới của cuộc đời, để tự mình bước đi độc lập và theo đuổi những lý tưởng riêng của bản thân. Trường hợp thứ hai, mơ thấy bị mèo cào hoặc là mèo cắn. Nếu nằm mơ thấy mèo cắn thì bạn là một người ham mê dục vọng, thích chạy theo những thứ phù phiếm được tô vẽ. Giấc mơ này cũng cho thấy bạn đang che giấu một nỗi lo lắng nào đó về công việc, gia đình. Mơ thấy mèo cào thì bạn nên cẩn thận vì có thể có ai đó hoặc một nhóm người nào đó đang định đe dọa đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Đặc biệt, nếu trong giấc mơ bạn thấy một con mèo đen tấn công mình hay đang cố gắng cào vào cánh cửa thì bạn đang rơi vào giai đoạn khó khăn và bạn phải chấp nhận thực tại chứ không được trốn tránh hay từ bỏ nó. Trường hợp mơ thấy mèo đang đùa giỡn hoặc là bị chết. Thấy một chú mèo đang vui chơi đùa giỡn cho thấy bạn là người có tính cách vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Tuy nhiên, tính cách đó đang dần bị bạn đánh mất về những áp lực trong công việc, cuộc sống. Hãy tìm cách thay đổi để bản thân được thư giãn và không lo âu nữa. Mơ thấy một con mèo bị chết hoặc bị ai đó giết cho thấy bạn đang lưỡng lự trước nhiều quyết định và không biết lựa chọn nào mới là chính xác vì tác động từ nhiều phía. Hãy lựa chọn phương án bạn tin tưởng nhất và yêu thích nhất, chứ đừng nghe theo lời người khác. Có thể bạn sẽ sai lầm. Nếu thấy mình là người giết mèo thì thực sự bạn đang rất mệt mỏi và muốn buông bỏ nhiều điều. Các mối quan hệ của bạn cũng đang dần thu hẹp lại và bạn đang cảm thấy vô cùng thất vọng với bạn bè, người thân của chính mình. Trên đây là những thông tin về điểm báo khi mơ thấy mèo mà TVBlog.com muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Hãy đăng ký kênh trên YouTube để nhận được nhiều video mới từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!